Lời nói đầu tiên, Dung Shipper Vlog xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hôm nay Dung Shipper Vlog có mặt tại ấp 2, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, nơi xảy ra vụ án cha dượng giết chết con riêng của vợ 18 tháng tuổi, đưa đến bệnh viện Bến Lức thì đã tử vong. Xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ly kỳ này nhé. Xin mời. Đây là ngôi nhà cũng là nơi xảy ra vụ án bạo hành. Hai vợ chồng đã bị công an xã triệu tập và bây giờ cửa đã khóa rồi. Xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng mình theo dõi câu chuyện ly kỳ hấp dẫn này nhé. Xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn ạ. Nói chung là 3 tháng đó thì thằng này thì cũng cuối tuần á, nó rước con nhỏ này lên với thằng Pin á, em kêu là bằng Pin đâu mà. Thằng bé chết là tin Pin. Em kêu là Pin chứ còn thật sự nó tin gì em không biết, tại thấy nó nhỏ nhỏ. Dạ, chị em chia sẻ em tí ha. Dạ. Thảo Thảo đi, Thảo Thảo nói chuyện hay nghe nó đâu. Dạ, xin chào chị. Dạ, tụi em xin chào chị nha. Thì em chào chị luôn ạ. Tụi em cũng vừa nhận được một cái thông tin là cha vừa dượng đã mà bạo hành con gái của vợ, con trai của vợ khiến cho bé phải mà tử vong. Cho nên là hôm nay tụi em cũng tới ngay cái hiện trường để mà tìm hiểu cái thông tin đó. Thì chị là cái người mà ở ngay cái đối diện cái phòng trọ của hai vợ chồng đó, thì chị có thể chia sẻ cho tụi em một ít cái thông tin về gia đình cũng như là bé được không nhỉ? Chị ạ, nói chung là em lên đây 3 tháng thì trong vòng 21 ngày trước á, đổ là gì trước á, thì tầng thì có rước thằng nhỏ đó với con bé này lên là cái cứ như thứ bảy rước lên cũng giật trả về, tới lui cũng trong vòng 2 tháng. Nhưng mà trong 21 ngày đây nè là rước con nhỏ này lên với con Pin ở luôn. Nói chung là đánh nhỏ thì nói chung là nó thẳng ra là đánh thì không hay. Tại vì không nghe tiếng khóc của bé chứ đóng cửa mà không có hay. Mà có một lần á là lớp đó cũng 4:30 tới 5 giờ sáng, cách đây là 10-15 ngày gì đó, tầm cỡ đó đó, là đánh nghe tới sáng 4:30 nghe cái bập 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 gì đó, mới la cái thằng đó đó, nó la nó nín chưa, mày nín chưa, mày ngủ chưa. Thì qua ngày sau là thấy đóng cửa, ngày sau nữa thấy mở cửa thì thấy mặt con nhỏ bầm ngay đây nè, có dấu tay loàng quàng, có vết bầm luôn. Dạ, có vết bầm đây nè, 4 đấm đấm vậy nè, nhưng mà cái ngàn này là có dấu tay mình biết mà, mình nhìn đây mình biết. Cái em thì cũng có qua hỏi em, hỏi mẹ nó, em nói ủa mày làm gì mà hôm bữa mà mày đánh nhỏ dữ vậy, mày làm gì mặt mày nhỏ bầm dữ vậy. Cái con này nè, con vợ á, mẹ con nhỏ mới nói vậy nè, là bà Pin nó khóc cái tối chị, mà ba đi làm gì mệt quạo á thì đánh nó chị. Cái em mới nói trời ơi, mày đánh con cái gì mày đánh kỳ vậy đó. Thì hồi từ đó giờ về đây người ta cũng nghĩ là cha ruột thôi, không có nghĩ là cha dượng ha. Không, phải hỏi người ta, hỏi vợ nói với thằng đó thì nó nói con ruột, thì mình cũng nghĩ vậy thôi, dòng chuyện nhà ta mình đâu có xíu cho làm gì đó. Cái bữa sau nó thì cũng nói chung là đập đậu cá lóc gì đó, ngày nó thấy nhỏ thấy sợ nó khóc. Cái thằng kia nẻ hai cái đít, thì em đứng bên nhà em chạy qua thấy nhỏ khóc, em thấy khóc em chạy qua nó làm gì khóc dữ vậy. Cái nó nói chị ơi, mận cá lóc nó cũng ẹ, nó bắt dán thấy dán cũng ẹ tính thằng bà. Cái em thì tính em thả hẳn, em nói vậy nè, mày bay đánh con đánh cái mà bay đánh đè mặt đè mày đánh gì đó, dù lỡ ảnh hưởng cái dây thần kinh thì sao, nít nó biết cái gì đó. Nói chung là còn cái đêm mà tới sáng cái đêm nhỏ chết á, là bên nhà có nghe, có nghe đánh luôn, không biết là nó đánh vợ nó hay đánh con nó thì không biết. Thằng nghe nói kêu là nghe cái bịch gì đó, như thế là cái bao gạo hay gì đá hay là rớt xuống thôi. Rồi được có 5-7 phút sau mới nghe thấy xuống chén cái xổm xuống gì đó, mà cũng không nghe tiếng bé khóc mới tức, chứ mà nghe tiếng nhỏ khóc thì ở đây ra rồi. Cái xong cũng đâu có biết đâu. Cái anh chồng em nó mới nói là tầm cỡ 12 giờ thấy vợ chồng nó đề xe đi, mà cũng không biết, mình cũng không có tìm hiểu, chắc vợ chồng dựng lộn dựng vòng nó đi hay gì chứ đâu có biết là đánh nhỏ là gì. Nhưng mà con bé tôi á, nhỏ tôi nó nói vậy nè, bữa ba em Pin đánh em Pin thâm con mắt mẹ, lấy tay cào cào nó mặt vậy nè, chày, mà có vết chày đó thì có. Mà nghe nói mấy người ở đây hỏi nó thì nó nói là nó đánh đó. Mà con em thì nó nói là ba em Pin đánh em Pin đó, hỏi sao con thấy con ở bển á, thì sao con không về biết mẹ, nó nói con sợ đó.
Rồi cái bữa đó cái nghe bữa sau cái mới hôm qua sáng hôm qua công an vô nói em mới hay vậy. Chứ không là em cũng đâu có biết đâu. Là có nghĩa là đêm hôm qua là bị luôn là bé đêm mất hôm luôn bữa chị. 31 31 đêm hôm 31 thì rạng sáng 1 tháng 6 á. Dạ sáng 1 tháng 6 là công an lại đây là dắt đó công an lại trong 7 giờ mấy 8 giờ là nói là đây nè thằng này đánh con nó chết cha Dượng mà đây ở đây cũng đâu có tin đâu nghĩ đâu phải cha Dượng lại cái em còn nói trời ơi ổng đi làm rồi mẹ con bảo con ngủ chứ đâu có biết là thằng này nó đánh thằng này chết đâu. Nhưng mà lúc mà đánh bí mất rồi á thì hai vợ chồng mà chở bí đi đâu hay là sao công an biết được cái thông không, tin cái này là nghe nghe công an nói là chở lên bệnh viện mới lứt á à. Là bé đã chết rồi rồi mới chở về nhà cho ba nó vừa nãy á vậy đó ba nó mới lên đó mấy hai cái thằng ba nó mới nói ủa sao thằng nói là con vợ hai đứa đó nó về nó nói là thằng này đi cho con bé té chết cái ba nó mới nghi sao té mà u đầu trán bọng gì tùm lum cái miệng ngang đây đùi bọng thâm cái mặt mày nó vậy mới thưa công an chứ chị có biết là người người vợ này có mấy người con không? Không, nói chung là em lên đây 3 tháng rồi mới đây cũng mới gặp mẹ con mới nói chuyện cũng có 20 mấy ngày nay chứ nhiều thì thấy cũng nhà cũng nít nít nhau chị em vậy đó mà nói chung con này nó cũng bình chồng vậy hỏi có đánh con rồi mấy chồng xóm hỏi nè hỏi bộ hằng nó đánh con mà dữ lắm nó không phải nó đánh luôn giống như là người vợ bao chi cho bao che đó để mà chồng à, chứ nếu mà em nói thiệt suy ra một con đàn bà mà thương con dù ở cho dưỡng hay cho nghiệp con đàn bà mà bên con là mày đánh một cái thì cũng đã lên tiếng là nán mày rồi mày đánh thêm lần nữa tao thưa công an bạo lực trẻ em còn đây im vô không nói gì trơn để cho nó không cho ra khỏi nhà là không được ra khỏi nhà đó chị đóng cửa đó bữa nào mà nó đánh thằng Bi nó là ấy đó. Nói chung là ở đây chắc cũng em nói là so với tâm em là em cũng nghi rồi thường thường mấy mẹ con nó là ngày nào cũng chơi với tụi em hết trơn á nhưng mà cái bữa đó là đóng cửa em cũng đâu biết đâu con gái em mới nói là ba em đi đánh em đi bầm mặt là qua bữa sau là kêu mẹ con hôm nay hai mẹ con mày không được bước ra khỏi nhà là con nhỏ nó nghe lời găm gấp đóng cửa hai mẹ con trong nhà vậy chứ không bước ra khỏi nhà giống như cái người chồng cũng sợ khi mà bé ra ngoài thì người dân sớm sẽ mà thấy cái vết bầm của bé hay là không có cho tại bữa hai là mẹ con đánh, ra khỏi nhà nó đánh cái mầm ngón tay này vô chỉ có bầm ít 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 thôi là em đã la rồi em đã lên án rồi nói gì rồi đó, mà nói tại thằng này em không biết nó có loại con người gì thầy. Này là em nói thiệt cái này là mình á, pháp luật á, phải răn đe cho mấy thứ này thiệt mạnh vô. Đúng rồi. Để lần sau á, những cái người khác á, những đứa nít khác nó không bị những người khác bạo hành như vậy nữa đó, mấy này phải căng chứ nó cứ suy nghĩ là đánh nít hay là ở tù là vài 3 năm hay 15 năm 20 năm là ra là xong. Phải mạnh lên thầy, răn đe cho thiệt mạnh lên để gương mẫu cho những cái người sau nữa. Chị thấy anh chị này sống khép kín hay là hoạt bát gì? Nói chung là con vợ thì nói tối thì về hai chị chồng cũng không có chơi nói chuyện với ai có lâu lâu ban ngày thì nói chung cũng nói chuyện hỏi qua hỏi lại vậy đó à, dụ như là mình cho ăn cơm thì nó cũng hỏi chị ăn cơm chưa nói vậy đó mà hai chị chồng không có tiếng to tiếng lớn gì chứ tối giờ luôn. Thì chị biết là như hai vợ chồng của anh này này thì lên đây ở trọ này lâu chưa chị? Thằng đó thì ở trước em còn con này thì mới lên đây ở cố định là được 21 ngày còn mà nếu tới lui thì được 3 tháng như em vậy đó. Rồi đứng yên. Dạ được 3 tháng như em vậy đó. Đây là chị ở kế hoạch giống như là ở trọ sát bên nha của em hai gì? Vợ chồng đã ra tay đánh đứa cái ngày 21 ở phòng nào ngày 31 đấy, 31 đấy, ở phòng bên đó đối diện đó cửa đang khóa lại đó cái cửa xanh đó chị. Dạ cái đúng xanh rồi bé hình như là bé mới 18 tháng nhỏ đã nhìn nhé nghiệp quá trời ngoại đó. Ngồi đây ngoại chọc của ngoại Bin cái nó cười Bin cái nó cười à, tên ngoài là tên Bin ở đây xóm em kêu nó tên Bin tại vì không có biết tên nó à, cứ kêu nó thấy nó nhỏ nhỏ kêu bằng Bin gì đó. Khi mà cái ngày 31 đó thì đêm thì mấy hồi còn lúc mà chị nghe mà đánh bịch bịch đó thì tầm cỡ 11 tới 12 giờ đêm. Mười một tới 12 giờ đêm trong cái khung đó, đó. Tại em không nhớ rõ giờ đâu. Mình ở phòng bên này với phòng bên kia nó cách nhau cũng hơi cũng xa là mà nghe đánh bịch bịch nghe mà em đó phòng em bên đó đó. Dạ. Nghe mà. Là cái chuyện này nó thường xảy ra không chị? Nói chung là ban ngày đánh thì em không biết em đi làm em mới nghĩ này là cần lỡ à. Nhưng mà cái đôi mà xảy ra án mạng á là có nghe bịch với được 5-7 phút sau nghe chén nó xả cái xỏ
nghĩ là vợ chồng đánh nhau thôi, chứ đâu có biết là đánh nhỏ tàn tạ gì. Giống mà, như bữa đêm đó mà bé nó có khóc lên á, khóc thì dân nó biết, dân người ta sẽ còn biết, không có nghe tiếng bé khóc là một cái bệnh mà mẹ cũng không la đó. Cũng không nói như người ta, ví dụ giờ nó đá nhỏ cái gì đi thì hay là đã tát nhỏ vật tay đi thì sao ông đánh nó dữ gì chết con sao. Thì dân người ta xóm người ta còn biết, còn đây im du không có một động tĩnh. Bởi vậy mình cũng nghĩ vợ chồng cự lộn, người thằng này nóng quá nó giục cái bột gạo hay là gì thôi, chứ đâu có biết là nó đánh thằng nhỏ đâu. Ở đây thì vợ chồng của anh chị đó có hay thường xuyên cãi vã nhau không? Không, hai đứa đó không có tiếng to với nhỏ luôn. Dạ. Thế hai đứa đó không có tiếng cãi giả luôn. Bởi vậy đó sống đâu có biết ha. Dạ, bởi sống không có biết, con nói thiệt. Sống khép kín quá. Sống khép kín quá không có biết, mà đôi khi nhiều khi giờ giờ hỏi vợ nó, bố Biên có phải cha ruột của con ruột của thằng này không? Rồi nó nói là phải. Bởi vậy nếu mà nó nói không phải chị ơi thì mình lại để ý, mình lại để ý rồi. Dạ vậy đó, có nghĩa là chị cũng không biết là anh chị đó là ghép với nhau. Ừ, không biết là ghép lại ở thôi. Chứ đâu có biết ai đâu, hỏi nó thì nó nói là cha ruột. Thế đâu biết được, như là nhiều khi thấy nhiều khi nó ăn cơm á, thằng này nó đánh thì nó cũng giọng nẻ cái hay cái vừa dò trước mặt mình thì nẻ cái hay cái vừa dò thì mình cũng nghĩ là gầy la thôi chứ. Còn mà cái gì đánh mạnh, đánh mặt mày thâm vậy thì nói chung là không có biết thiệt. Cả mấy bữa sau mới phát hiện. Cái phát hiện cái hỏi thì vợ nó cũng không có nói. Còn không thì vợ nó có nói thì nó cũng nói là nó không à. Chứ đâu có biết thằng này đánh đâu. Giống như là bao che ha. À, nói thẳng luôn là con này bao che đó. Em là em nói thẳng luôn đó. Là vô dạng bao che luôn đó. Bởi vậy á, thiệt em nói thiệt, em là người dân thiệt, em cũng có con nhỏ. Em mong pháp luật á, thiệt trừng trị những cái người như vậy thiệt mạnh cho em, răn đe chứ không có làm sơ làm xài hay là cho đi mấy năm hay mười mấy năm mà ra, không có được, phải thiệt nặng lên. Chị biết cái người cha dượng này là quê ở đâu không chị? Em nghe nói ở Gò Công Tiền Giang vậy đó. Gò Công Tiền, Tiền Giang. Tội nghiệp nhỏ lắm, trời ơi nhỏ xíu tức rồi luôn, hai ống dài đó. Chị phi chậm quá. Chị hỏi đây. Nói chị đây. Đây hỏi đi. Chạy như lố 40 cây số quanh. Ghê. 31. Là 31 1 tháng 6 là mới phát hiện. Quýnh cái đêm là ngày 31 á, là tầm 11 khung giờ là 11 tới 12 giờ đêm. Đó. Có cái quýnh giấc đó đó, tại vì em nghe tiếng động giấc đó thôi. Nghĩ là vợ chồng đánh lộn chứ đâu có biết tới nỗi gì. Mà con mẹ nó cũng không la, cũng không nói gì, mình cũng đâu biết. Thấy im du. À, người cha này là khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Là thằng cha nó là sinh năm 93 đó. Thằng cha ghẻ sinh năm 93, còn con bé đó hình như là 97 hay 98 vậy. Con bé nó mà có 24, 25 tuổi à. Rồi hai vợ chồng làm công ty hả? Hay là làm gì? Thằng này làm hồ. Còn con bé kia thì đợt nó làm ở đâu, ở dưới Tân An hay gì đó. Ở dưới thì hỏi nó, nó nói em làm KCS. Nó mới lên đây có nhiều đâu, ba tầng nay chứ anh em. Nhưng mà mới chuyển tới đây là khoảng 3 tầng. Khoảng 3 tầng mà mất mạng nhỏ vậy. Là có nghĩa là hai vợ chồng là đánh bé là vào đêm ngày 31. Con bé kêu con vợ thì không có đánh. Dạ. Con đó thì nói thẳng luôn, đó giờ nó không đánh con đó, con có nghịch nó cũng buông tay ra đừng nghịch con. Nhưng chị mà, có chị thấy chứng kiến lần nào là cái người cha đánh không? Nói chung đánh thì nó nẻ nơi đích thôi, mình đâu nói được, giọng đích thì nẻ đích thì mình không sao. Còn cái mà đánh thâm mặt thâm mày thì trời, thằng đó nó không nữa, đóng cửa không nổi tôi biết. Đánh cũng đâu có cho nhỏ khóc đâu mà hay. Đánh mà không khóc hả sao? Không khóc. Ba bữa sau hoặc hai bữa sau mở cửa ra mới thấy mặt nhỏ bầm mì sao, anh dám ấy vô. Bé này thì em nghe nó mới 18 tháng thôi hả chị? 18 tháng. Mà đánh không khóc luôn? Không có nghe tiếng khóc đâu. Nếu mà đánh nghe tiếng khóc rồi chạy qua rồi. Mấy ví dụ như đánh con nít vậy mình báo ngoan được, mình có quyền mình báo. Mà mình cũng có quyền mình đánh thằng đó nữa. Mình phải bỏ vợ cái quyền là chết. Qua bữa sau rồi cũng không được, hai mẹ con cũng không có ra khỏi cửa. Có nghĩa là hai vợ chồng anh chị đó là ghém ghét với nhau là sống chứ không có nói là cũng không có cưới hỏi gì đó. Cứ cứu hai người hợp nhau rồi thương nhau rồi sắp lại ở vậy thôi. Ở đây thì mình có biết không chị? Không, hồi nó tưởng là vợ chồng không mà. Cũng không có nói cho mình biết. Không, hỏi cũng không nói. Tại vì do sự việc vỡ lỡ ra mới biết là cha dượng. Dạ, vỡ lỡ ra mới biết cha dượng. Chứ mà biết trước thì mình cũng hay để ý rồi.
chứ mình đâu có sơ đúng sơ rồi chứ lại ai đâu có biết cha dượng nghe dạ, cái mà chuyện cái xảy ra rồi mới biết thằng nhỏ đó đó cũng tự tự như cái thằng này vậy đó, đò binh gì đó tự tự vậy đó, ốm vậy đó, mình cũng nghĩ vậy thôi chứ mình đâu có biết đâu. Mà hỏi thì cũng hỏi vợ nó bộ bầu nó hay gì, vợ nó không, em vợ thì biên có phải con ruột không, nói thiệt nhiều khi nói hai ba lần nó nói phải chị, mà hỏi thằng đó nó cũng cứ phải, thì mình cũng nghĩ vợ chồng chắc nó cũng không tới nỗi đánh con nó vậy đâu. Hiện tại thì bí thì làm tang ở đâu chị? Nghe nói chôn ở đâu ở dưới quê ở Tân An ngoại hay bên nội nó gì đó em cũng không biết nữa. Bên nội hay bên ngoại thì cũng không biết, nói chung là hồi sáng nay người kia nói cho làm đám tang nhỏ nhỏ chứ rồi chôn rồi. Chứ giờ nãy gặp ba nó, ba lên đây cũng hỏi. Vậy ba mới lên luôn hả chị? Dạ, ba mới lên cái cũng hỏi gì? Ba nó kiếm. Cái con em nó mẹ mẹ ai kiếm hỏi gì ạ? Hỏi em ba gục pin có nói vậy hả? Trời sao mày không đem con mày về mày không dành mày bắt mày nuôi mày để. Mất mạng con nhỏ mới có 20 ngày. Cái nó nói chị ơi, đâu phải em không muốn, em điện nó năn nỉ nó đem con em về trả cho em, cho gia đình em cho tiền luôn mà nó không chịu đó. Mà em còn không biết chỗ nó trốn ở đâu để đi kiếm, biết chỗ đâu trốn. Người cha nói vậy, người cha của Binh nói vậy. Tại vì hai vợ chồng không hợp thì con này ẵm con đi. Thì đâu biết đi đâu đâu mà mò. Rồi hai vợ chồng của anh chị mà quấn bé thì giờ hiện tại công an người ta đang bắt giữ. Bắt bữa đêm đó luôn hả? Bắt sáng hay gì á? Cái vụ bắt giờ nào, khung giờ nào thì em không biết. Thì cái lúc mà phát hiện ra bé đã mất là tầm bao nhiêu giờ, lúc mấy giờ chị? Cái đó thì em không biết. Nói chung là nghe nói nếu mà tầm giấc đó mà chắc cũng một giờ khuya, tại vì ở đây chắc là mất ở đây thôi chứ không có đường nào mà đi tới bệnh viện. Lên bệnh viện là người ta chết, nó chết rồi. Lúc mà bé mất á, rồi người cha dưỡng với một người mẹ đó có chở đi bệnh viện liền không? Nghe nói, em nghe nói thôi, tại vì nó đâu có chở trước mặt thiên hạ đâu, đợi thiên hạ ngủ nó đi hồi nào không hay mà. Chở đi bệnh viện? Chở đi không hay, nghe công an nói là đem tới bệnh viện mới lứt mình á, người ta nói bé chết rồi. Giờ mới hai đứa đó mới chở về bên bà già của cái thằng đó đó, bà già của cái con nhỏ đó đó. Cái rồi về bên ngoại, cái ngoại điện cho ba ruột nó nói là pin nó mất vậy đó. Ba chạy qua rồi dịch mình mấy con, hỏi sao rồi nó chết, mới nó đi vô toilet nó té chết. Nó giấu gì luôn. Cái thằng cha nó mới nói á, cha nó nói với em vậy đó, nó đi vô toilet té chết. Cái rồi xong mới cha nó dịch bệnh ra hỏi sao té mà sao kỳ vậy. Đầu cổ u mặt mày bầm mắt bầm gì, nó mới nghi, nó mới báo công an bắt luôn. Sáng công an vô đây lấy lời khai trong số, trong đây ai cũng biết hết trơn. Mà cái không cho nhỏ khóc tôi nghĩ là đánh cái gì thôi chứ đâu biết đánh nhỏ cỡ đó. Vậy là cha thấy nghi vắng cái vụ mà bầm mình bầm mặt à, là cha mới báo công an. Bầm mặt thì là với đài tét này. Cái người mẹ thì nói là bé té, bé té trong toilet. Hai đứa đó luôn, nó nói là nhỏ té trong toilet chết. Vậy đó. Nhưng mà hay một cái là mỗi lần mà đánh bé là không ra đi khóc rồi mới hay hả chị? Thì đó, bởi vì đánh không biết đánh để làm gì, biết mặn nhỏ không có khóc. Nhưng mà hai ba bữa sau mở cửa ra thấy mình mặt nhỏ bầm. Cái nào quýnh mà bịt miệng nhỏ không ta? Cái đó thì chắc sẽ khó rồi chứ anh con nít quýnh sao không khóc? Quýnh mà cái bầm mặt. Con tôi cầm cây tôi mới dơ cái nó là làng lên dầu. Thế không khóc luôn chứ. Cái vậy gì mà không đánh anh? Đánh khóc là nghe liền hả chị? Phòng sáng lên. Đây không có nghe tiếng khóc còn nhỏ. À, bữa, có khi nào mà chị thấy bé bầm mặt bầm mày không? Có, thấy một lần em qua em mắng vốn rồi đó. Chị qua mắng vốn? Em qua em nói thẳng về chồng nó luôn mà, em đâu sợ đâu. Bé nó nói con lì quá, nó con nít đậu mẹ đứa nào trong lì. Em nói thề luôn, nó con nít đậu mẹ đứa nào trong lì. Bay từ từ mới nói với bay đánh mặt mày nhỏ bầm đi, lỡ có cái gì đi mày chết. Bị chấn thương này kia. Em chỉ nói lỡ có cái gì thôi bay chết, hay là ảnh hưởng tới gì thằng kinh này nuôi nó cũng khổ, nó khờ, nó khùng. Em nói thẳng gì luôn đó. Là mặt mày hay chị? Là mặt, chị thấy là mặt luôn. Cái tay nè, bữa đó mới 4 giờ sáng. Không nhớ ngày, 4 giờ sáng nghe bịch ba cái nẻ, mà không biết tát mặt hay vô đít. Cái sáng hôm sau đóng cửa. Nó hỏi mày nín chưa? Mày nín chưa? Mày ngủ chưa? Là ba câu đó đó. Sáng hôm sau đóng cửa. Cái hôm sau mở cửa. Chứ chiều em qua, cứ thấy mặt nhỏ, vỗ tay vậy, em hỏi vợ. Em hỏi ai? Vợ chồng bà làm gì mà nhỏ bầm đánh gì dữ rồi má. Cái nó mới nói là ổng đi làm gì mệt, cái chị nhỏ nó ngủ á. Cái ổng quạo ổng đánh, nó bay đánh con mà bay đánh gì đó. Nẻ đít nó cái hai cái rồi bay đánh mặt mày thâm gì.
mấy bữa sau nó thằng cha nó mua cá lóc về đó, à, đập cá lóc, cái cá lóc vậy là đập máu á, nhỏ con nít mà nó thấy nó phải sợ rồi, ẹ cái nẻ nó hai cái đít, tôi thấy tôi phóng qua, thấy nhỏ khóc phóng qua, thấy mày làm gì mà quýnh nhỏ dữ vậy. Nó mới nói chị ơi, cái tính nó giống tính đàn bà, thấy con giá cũng ẹ, đập đầu cá lóc chết cũng ẹ. Nó nói trời ơi trời, ba đánh con ba đánh mà vậy đó, nít nó biết gì đâu, giọng nít thì dĩ nhiên nó phải vậy rồi. Nó bay mai mốt bay đánh con, mặt mày bầm vậy bay bệnh đánh gì bay đánh kiểu đó, lỡ có gì bay chết đó, chúng cái dây thần kinh nó đi, nó không chết mà bay còn tội nữa. Quá chị nhận tâm ha. Nếu mà lúc đó mà mình biết được là không phải là cha ruột, có khả năng thì mình dĩ nhiên báo chính quyền, báo chính quyền có chứ. Nếu mà không phải cha ruột, cái mặt nó bầm thì sẽ báo chính quyền. Tại vì lúc đó thì bà con ở đây cũng đâu có biết là cha ruột, cha ruột đâu, dòng nhỏ chút xíu gì đó, nó đi còn vững nữa mà, nó đang tập tẻ đi mà. Là cái đêm đó mà là chị nghe quăng bịch bịch hả? Nhất đêm đó tầm có 11 giờ tự nhiên nghe cái bịch. Làm như thế là cái gì, nói chung như cái bầu gạo hay cái gì, cái banh mình đá vậy đó. Chắc có lẽ là chị nghe cái giống như chị suy nghĩ là ném, giống như ném chú hay là như thế cái bình ga mini nè, bể vậy đó. Bịch. Giờ đúng 5-7 phút sau cái thấy sóng chén nó xả cái xó. Cái mình cũng nghĩ là vợ chồng thôi, tức quá thằng chồng nó đá son đá nồi gì thôi. Mà không có nghe nhỏ khóc đâu, biết nhỏ đánh không khóc luôn, không nghe tiếng khóc mà cũng không nghe vợ chồng cự không, cãi luôn, không nghe con vợ cự cãi hay là cũng không nghe tiếng gì chân, cũng không nghe con vợ nói ừ ông làm như ông đánh nhỏ hay là gì. Để mình biết không nghe cái gì im du, không, nói chung là không nghe gì, chỉ có nghe hai cái tiếng đó thôi. Đá là nhỏ thở mẹ không đâu nữa.